xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình lại là mình mình là Túc đây ở cái video này thì mình hướng dẫn anh em chiến gấp với quả kèo đến từ sàn M, M -E -X -C nha anh em nha à, ai mà đã có cái một cái tài khoản uh, trên uh, sàn mme thì uh, làm cho mình quả kèo uh, aros này và ai mà nếu ai mà chưa có cái tài khoản uh, của sàn mme xc này thì cũng thể là kích vào đường link dưới phần mô tả để hoặc trong kênh nhóm Telegram của group của mình ấy để anh em đăng ký cũng như để anh em chiến quả kèo này. Quả kèo này đã drop này ăn chia 10.000 cái token có ký hiệu là Tommy. Đấy thì kèo kèo rồi uh, ngày nó bắt đầu nó có cái sự kiện này là từ mùng 1 tháng 2 À, và nó bắt đầu kết thúc vào ngày 4 tháng 2 tức là còn hai hôm nữa thì nó kết thúc thì à, nhiệm vụ cũng làm đơn giản thôi à, và cào này thì lưu ý anh em thì à, 500 năm à, 50 người dùng à, hợp lệ sẽ hoàn thành nhiệm vụ à, để nhận 200 Tommy thì à, cái đồng token Tommy này thì à, nó được à, có trên à, mặt trên à, 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 MSC nhá. Đây như kiểu là đây là sàn là MSC của mình đây. <laughs> anh em có thể check này, để chưa? Ừ, anh em ví dụ như là nó cho số lượng là 200 đúng không ạ? Đây, cái đồng uh, tôm bi đây, 200 Thì uh, nếu mà anh em được thì anh em sẽ được là uh, 344 đô Khá là nó ngon và thơm luôn Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chín quả kèo lúa lên này Đây rồi anh em sẽ kích vào đường link dưới phần mô tả hoặc trong cái nhóm tên telegram group mình Để anh em làm cái biểu mẫu thì anh em sẽ đăng nhập cho mình trên cái biểu mẫu này thì mình cũng hướng dẫn quá nhiều anh em rồi anh em sẽ đăng nhập bằng facebook hay là thứ tư tùy anh em thôi hoặc google ấy thì anh em kích làm các bước này hiện là các bước này kích vào các bước bước làm lần lượt Được rồi, anh em vẫn làm theo cho mình này rồi chuyển hướng ra diện của thằng thứ tư này rồi anh em sẽ kích phần theo dõi cho mình này rồi sau đó thì anh em lại quay sang biểu mẫu này, đấy anh em ấn uh, tiếp tục cho mình, rồi làm bước tiếp theo kích vào, anh em làm nhanh đi vì uh, kèo uh, theo cơ chế là ai ai là tới trước thì uh, được trước ý. theo cơ chế là như vậy, rồi kích vào làm bước tiếp theo, rồi em kích phần theo dõi cho mình này, rồi sau đó thì anh em tiếp tục quay sang biểu mẫu này, rồi ấn tiếp tục cho mình này, rồi tiếp tục uh, tham gia trên uh, uh, telegram Rồi đến tên gam kích vào phần tham gia thôi Rồi sau đó thì anh em quay sang Kéo xuống này Anh em tiếp tục cho mình này Rồi bước tiếp theo Rồi, rồi Bước tiếp theo tiếp tục như thế Rồi anh em tiếp tục rồi Bước theo là like, retweet, comment câu hỏi đầu tiên Rồi Rồi tuyết lại Rồi nó chuyển hướng này Rồi anh em sẽ kéo xuống này Rồi em thả nó có tim này Được chưa ạ? Rồi anh em kích vào phần uh, câu trả lời này, trả lời tweet này. Máy nó hơi đờ tí đấy. Rồi anh em sẽ gắn thêm bạn bè vào. Được chưa Được. dán vào. Rồi anh em kích vào phần à uh... cao xuống này. Kích vào phần trả lời cho mình này. rồi khi trả lời xong rồi em cứ cử phần mũi tên đầu chiều này rồi anh em ấn vào phần tuyết lại cho mình ấn vào phần uh, chức dẫn lại chức dẫn tuyết này rồi anh em sẽ gắn thêm bàn bè nhá rồi gắn bàn bè xong rồi em đăng tuyết lại cho mình này đấy xong chưa rồi khi xong rồi thì anh em uh, quay sang biểu mẫu này anh em ấn vào phần uh, kéo xuống ấn phần tiếp tục cho mình này rồi sau đó thì nó hiện lên kia Bước tiếp theo thì anh em có uh, thể copy cái đường link này Đấy cái cục quần vỏ này để lấy đường link chia sẻ giới thiệu trên các trang mạng xã hội bạn bè Để anh em kiếm thêm cái tỷ lệ chiến thắng Đấy Và bước cuối cùng là uh, bước quan trọng nhất đó là anh em nhập cái U, UID Của cái sàn uh, MEXC vào MEXC vào Đấy của bạn thì anh em uh, Đã tạo tài khoản trên uh, MEXC uh, Đã có và vừa tạo ấy thì với người mới vừa tạo ấy thì anh em có thể kết quả được phần này cho mình. Rồi anh em sẽ quay sang thằng U, thằng MEXC anh em lấy cái UID được chưa Đấy. Bây giờ mình hướng dẫn này. Rồi em kích phần trang chủ này khi anh em uh, tạo xong ấy, tạo nó cũng đơn giản thôi. Anh em còn nhập mail có thứ vào là xác minh là xong thôi. Còn cái xe thì anh anh em để cây xe sau nhá. Đấy rồi, vì cái này là gấp nên là anh em chưa cần cây xe vội, anh em chỉ tạo Gmail hoặc số điện thoại thôi. Rồi, em kích vào phần đại diện của anh em này, ảnh ảnh của anh em ấy. Đây, cái góc trái cái phần góc trái phần uh, màn hình ấy. Rồi, sau đó thì anh em vuốt trở lên là anh em có thể thấy thấy không ạ? Đây, anh kích vào phần uh, quần vỏ này cho mình này. Đây là U, UID này anh em không hiểu không ạ? Đây. Đấy, đã dán đã sau chép ưu rồi cái dạng đây đấy và 867 rồi Ok anh em sẽ dán cái địa chỉ UID của anh em vào đây UID của cái sàn xe -E vào đây nhá này kiểm tra một lượt xem đúng chưa Đấy ra sáu 867 khi mà nó anh em mà chúng ấy nó phân phối thì nó phân phối trực tiếp vào cái UID uh, UID của cái sàn MSC -E -E, của M -E -M -E -X -E đấy vào trong tài khoản của anh em đấy như nó đã lưu rồi ấn tiếp tục cho mình này ừ, chờ bây giờ tích về xanh được ok và nó hiện như vậy là kích của cần vợ như bước lãi thôi rồi ok video này mình gửi tới anh em từ dự án uh, Irop. anh em sẽ ăn chia 10.000 token Tommy uh, mỗi anh em kèo random 50 người may mắn và mỗi anh em sẽ nhận được 200 cái đồng tomi tương như 344 đô. Mình gửi tới anh em bây giờ chào tất cả mọi người hẹn mọi người video tiếp theo.